Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Tân Hiệp, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 1.200 m². Trên thửa đất căn nhà vườn có 100 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Anh chị ghé trái là di chuyển ra chợ Tân Hội khoảng là 2 km. Con đường này thì rộng khoảng là 4 m. Anh chị di chuyển là đường xe máy, xe ba gác, ô tô khoảng 7 chỗ là anh chị di chuyển rất là thoải mái nha. Ở đây thì có điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa thì ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và anh chị lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn ha. Hướng bên đây thì anh chị liên thông ra quốc lộ 1A ngay chỗ cầu Mỹ Quý khoảng 3 km nha anh chị. Trước phần đất thì cũng có con sông rất là rộng khoảng 30 m. Về đây thì anh chị mình có thể làm nhà sàn ở ven sông nè anh chị. Nó chiều chiều thì anh chị mình ra đây mình câu cá và mình uống trà và anh chị mình sương sương vài lon ha. Đó, không gian căn nhà của mình thì rất là mát mẻ và trong lành nha anh chị. Về đây thì anh chị mình nghỉ dưỡng em thấy thì rất là tuyệt vời luôn ha. Khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Nhị Quý, chợ Cai Lậy, chợ Tân Hội thì anh chị cách bán kính khoảng 2 km. Và con sông này thì anh chị di chuyển xà lan khoảng 80 khối trở lên nha anh chị. Và cũng liên thông ra sông Tiền và sông Nguyễn Tấn Thành. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 11 m, dài là 62. Ở phía sau đất thì nở hậu ra là 26 m. Xung quanh đất thì gia chủ đều cấm trụ bê tông. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm nha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí trụ bê tông này nha anh chị. Ở ngay chỗ bức tường gia chủ đã xây sẵn rồi. Mình đổ dài qua bên đây là 11 m nha anh chị. Để em di chuyển qua bên đây em chỉ ganh cho anh chị nắm. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà vườn này hơn, để cô chú anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian ha. Diện tích mình tới ngay chỗ vị trí cây cột ganh này nha anh chị là 11 m. Ở trên thửa đất căn nhà vườn của mình thì có 100 m là đất thổ cư. Về thì anh chị khỏi cần lên thổ cư luôn ha. Ở gia chủ thì cũng dự tính cắt một cái sàn nè anh chị ở ven sông nè, rất là mát mẻ luôn anh chị ha. Và đối diện với thửa đất căn nhà của mình thì bên kia có lầu nhựa rộng khoảng là 5 m. Mình di chuyển cũng là đường ô tô luôn. Và con đường này thì đang chuẩn bị là lên nhựa luôn nha anh chị. Sau này thì anh chị mình di chuyển là ô tô 16 chỗ luôn ha. Ở căn nhà mình phía trước thì gia chủ đã làm rào B40 nha anh chị. Và có cái cổng rào sắt B40 luôn. Và không gian ở phía trước thì gia chủ cũng làm một máy tiền chế để anh chị mình có đám tiệc thì cũng rất là rộng rãi luôn nha. Ô tô thì anh chị mình có thể nới rộng cái cổng này ra, ô tô mình đậu bên trong nhà luôn. Ở đây là căn nhà vườn của mình nha anh chị. Dưới nền thì chủ đã lót gạch hết rồi. Ở trên tường thì gia chủ cũng lót gạch và cao khoảng 1m8 nha anh chị.
Đó, căn nhà này thì em thấy còn cũng rất là mới. Về thì anh chị mình vào ở luôn nha, cũng không cần tu bổ lại căn nhà này thêm. Ở đây thì căn nhà đang quay về hướng Tây Bắc nha anh chị. Từ thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển tới vị trí căn nhà phường của mình là 23 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, từ bến xe miền Tây á, anh chị mình di chuyển về là 75 km nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 400 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng ha. Đây là không gian phòng khách của mình nha anh chị. Ở trên tường thì cũng lót la phong kiến nha anh chị, rất là tốt luôn nha. Và những đồ trang trí nội thất bên trong thì chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Và bên hông thì cũng thiết kế một cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng từ bên ngoài vào. Cửa thì gia chủ dùng cửa cây nha anh chị, kính thì khoảng 5 ly. Điện nước wifi thì chủ đã dùng sẵn hết rồi. Anh chị mình chỉ việc vào ở thôi nha. Và mình có một cái không gian khoảng 2 mét để anh chị mình di chuyển ra phía sau nha. Hiện căn nhà thì mình có 2 phòng ngủ nha anh chị. Cửa thì dùng cửa cây hết luôn anh chị. Lót tường thì khoảng 1m8 nha anh chị. Ở trên thì em thấy màu sơn thì cũng màu sơn đá thôi. Dưới nền thì lót hết rồi. Anh chị mình về là anh chị mình ở luôn ha. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Cho chủ chỉ bán đất và bán căn nhà, và phía sau thì mình có một cái mảnh vườn cây ăn trái luôn anh chị. Ở đây là không gian nhà bếp của mình nè anh chị. Bậc bếp mình thì chủ lót đá qua cương nha anh chị. Và không gian ở phía trên á, lót gạch cao khoảng 1m2. Và bên trong thì mình có nhà vệ sinh bên trong luôn, cũng lót gạch khoảng 1m8 nha anh chị. Và không gian ở phía trên á, thì gia chủ sơn nha anh chị. Còn khu vực bên đây thì gia chủ cũng làm một cái nhà bếp nè anh chị. Ở đây thì lúc trước chủ đang kinh doanh là buôn bán hủ tiếu nha anh chị. Và khu vực này là sàn nước nè anh chị. Và bên đây thì mình có một cái không gian căn nhà rất là rộng luôn. Anh chị mình có thể đậu ô tô bên đây cũng được nha. Bên hông thì mình có một cái căn nhà nè anh chị ha. Nhà cửa ở đây thì em thấy rất là đông để cho anh chị mình mua để nghỉ dưỡng cuối tuần là tuyệt vời luôn nha anh chị. Chủ thì mình cũng có trồng 2 cây su đủ anh chị, trái rất là nhiều luôn. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về thì anh chị có thể trồng tất cả loại cây ăn trái như là bưởi nè, sầu riêng, dừa, sabo chê và các loại cây ăn trái khác thì anh chị đều trồng được luôn nha. Ở đây là khu vực ở phía sau của mình nha anh chị.
Hóa gia chủ thì cũng có một cái trang trại để nuôi heo, và bên đây thì cũng nuôi vịt nữa nha anh chị. Ở trên đất thì gia chủ trồng cũng được khoảng 15 gốc dừa. Dừa thì cũng khoảng 20 năm và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn. Và không gian ở phía sau á thì gia chủ đang trồng sầu riêng và đang nuôi cá rất là nhiều nha anh chị. Nếu anh chị mình mua thì chủ sẽ tặng cho anh chị ao cá này luôn nha. Sầu riêng này thì gia chủ trồng cũng được khoảng 1,5 năm nha anh chị. Về thì anh chị mình chăm sóc khoảng 2 năm nữa thì anh chị mình có quay lại luôn nha. Ở đây là mình có một cái ao, em thấy thì cũng rất là rộng nha anh chị. Mình có cái nhà cầu nữa anh chị. Sầu riêng của mình thì rất là tốt luôn và có hệ thống bét quay có tự động nha anh chị. Về thì anh chị mình bật cầu dao lên là hệ thống tưới sẽ tự động quay luôn. Với giá bán là 1,4 tỷ cho hết diện tích là 1,200 m², ở trên thửa đất và căn nhà vườn của mình thì có 100 m là đất thổ cư nha. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin ở vị trí thửa đất trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Em cũng xin nhắc lại diện tích để cho anh chị mình nắm một lần nữa. Diện tích ngang của mình là 11 m và có chiều dài là 62. Đất ở phía sau nở hậu ra là 26 m. Đất mình thì cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Ở vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị mua để nghỉ dưỡng cuối tuần ha. Và con đường ở phía trước thì rộng khoảng là 4 m. Anh chị di chuyển là đường xe máy, xe ba gác, ô tô khoảng 4 chỗ thì anh chị di chuyển rất là thoải mái. Và từ vị trí căn nhà vườn của mình di chuyển ra quốc lộ 1A ngay chỗ chân cầu Mỹ Quý thì khoảng 3 km nha anh chị. Ở đây thì căn nhà của mình nằm ngay giữa trung tâm thị xã Cai Lậy. Ở đây thì mình có 3 cái chợ, chợ Tân Hội nè, chợ Nhị Quý, chợ Cai Lậy. Thì một cái chợ anh chị mình cách bán kính là 3 km. Ở căn nhà vườn của mình thì rất là rộng rãi nha anh chị. Hiện căn nhà thì có một phòng khách, 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Và phía sau thì có một cái không gian nhà bếp rất là rộng luôn. Và bên hông thì gia chủ cũng đâm một cái máy tiện chế bên hông nè anh chị. Nó để anh chị mình có thể đậu xe hoặc là anh chị mình có đám tiệc thì anh chị mình nấu nướng rất là rộng rãi luôn ha. Trên đất thì gia chủ có đang chăn nuôi như là vịt anh chị, heo ha. Điện nước wifi thì có đầy đủ hết và có hệ thống bét quay có đầy đủ hết nha anh chị. Phía sau thì trồng sầu riêng và mít rất là tốt nha anh chị. Những cái rãnh mương này thì gia chủ đang nuôi cá tây tượng nè, cá tra, cá điêu hồng. Về đây thì anh chị mình khỏi cần cất nhà mát ở ven sông. Về đây thì anh chị mình cất trên những cái mương này cũng được nha anh chị. Không khí thì em thấy rất là trong lành và khu vực này nhà cửa thì ở rất là đông. Anh chị mình có thể kinh doanh buôn bán như là tạp hóa cũng được anh chị, buôn bán ăn uống em thấy thì cũng rất là thích hợp luôn ha.
Cuối video, em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Với ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.